Có bạn là Đạt Nguyễn này, một hội viên của kênh này. Em nghĩ thị trường vẫn trên 1270 trước lễ, nếu đóng đóng nến 1280, 1290 thì quá tuyệt vời. Ra trên cái góc nhìn đồ thị H1 mà Bình đang chia sẻ ở đây thì mọi người có thể thấy là cái điểm hỗ trợ ở 1270 của VN-Index thời điểm hiện nay là nó an toàn cho một phiên, hai phiên, ba phiên anh chị. Ba phiên thì tức là sau lễ chúng ta còn một phiên 1,5 nữa, nên là cái việc mà đóng nến ở trên 1270 trước lễ là rất là cao. Và nếu mà nó có bật lên ở cái vùng 1280 đến 1290 giống như bạn á, thì có thể là nó chỉ tạm ổn thôi. Nó chỉ tạm ổn, chứ còn lại sau lễ chắc mùng mấy nhỉ, mùng 5 tháng 9 là khai giảng, thì đến mùng 6 tháng 9 là cái ngày mùng 6 tháng 9 là mình nghĩ nhạy cảm ở cái ngày đấy. Các bạn chú ý nhá, cái ngày nào nhạy cảm là Thái Lê đã chia sẻ với các bạn rồi nhá. Tại vì mình cũng nói với các bạn là cái chuyện của SRI mà mọi người bán hàng ở ngày mùng 9 là rất là nhiều rồi nhá. Mình thông báo với các bạn trước nha. Đấy, mình thì cắn này từ ngày mùng 8 mùng 9 nhiều hơn đấy. Chứ không phải mình thì nhìn cái góc nhìn của mình dài hơn một chút so với Thái Lê. Thái Lê bảo mai mùng 6, mình bảo mùng 8 mùng 9. Đấy, các bạn chia sẻ đã nhá. Nếu cái chia sẻ nào đúng với hợp lý với các bạn cứ mời cà phê. Đấy, rải ra để chúng ta có những quan điểm, những góc nhìn khác nhau mà. Không biết Bình của ngày nào không? Cái gì anh? Em không nghe rõ Ngày, lắm. cái ngày điều chỉnh ấy. Cái ngày điều chỉnh thì Thái Lê dự kiến đâu đấy khoảng mùng 6, mùng 7 Thái Lê nhỉ? 2 ngày. Tầm đấy. Đấy, mà anh Tuấn này phải mùng 8, mùng 9. Đấy. Nói chung là nó cũng phải để cho cái ngày mùng 5 tháng 9 là các con đi học hành cho nó yên tâm rồi. Ngày hôm sau bắt đầu là... Hay quá nên là để anh nhớ chia sẻ.